Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023 biến động bất ngờ, thị trường bắt đầu điều chỉnh tăng gái bán ra. Tình hình giao dịch heo thịt đã sôi động hơn. Hầu hết các đầu mối đều có chung nhận định đà tăng giá heo hơi sẽ rõ rệt hơn trong những ngày tới. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, hiện nay giá heo hơi tại một số khu vực miền Bắc đã bắt đầu tăng nhẹ, cao nhất đạt bốc 59.000 đồng chuột kg cao hơn so với những ngày trước. Tuy nhiên đã tăng chưa rõ ràng bởi khung giá phổ biến vẫn là 56.000 đến 58.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình từ 56.000 đến 58.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang khoảng 55.000 đến 57.000 đồng một kg, cao nhất là 58.000 đồng chuột kg các tỉnh miền núi Tây Bắc giá heo hơi ít biến động, mức giá bình quân từ 56.000 đến 59.000 đồng một kg. Trong đó Hòa Bình còn 56.000 đến 58.000 đồng một kg, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên giao động trong khoảng 57.000 đến 58.000 đồng một kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 56.000 đến 58.000 đồng một kg, Quảng Ninh 56.000 đến 58.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi miền Trung mức giá 55.000 đến 57.000 đồng một kg vẫn có tín hiệu tăng nhẹ. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An từ 55.000 đến 57.000 đồng kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 55.000 đến 56.000 đồng vượt kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo dao động trong khoảng 55.000 đến 57.000 đồng một kg. Trong đó Quảng Nam, Đà Nẵng từ 56.000 đến 57.000 đồng một kg, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa 55.000 đến 56.000 đồng ruột kg, Bình Định 55.000 đến 56.000 đồng ruột kg, Bình Thuận từ 55.000 đến 57.000 đồng ruột kg. Giá heo tại Tây Nguyên từ 55.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông từ 55.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng 56.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước hiện dao động từ 54.000 đến 56.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo hơi tại Long An và Tiền Giang 54.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu từ 53.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 54.000 đến 56.000 đồng 1 kg giá thức ăn chăn nuôi giảm 150 đến 200 đồng chột kg. Theo thông báo của một số công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, từ ngày 1 tháng 9, một số loại thức ăn chăn nuôi tiếp tục giảm giá. Cụ thể, giá thức ăn cho heo giảm từ 150 đến 200 đồng một kg so với tháng trước. Từ đầu năm 2023 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi nhiều lần giảm giá và dự báo từ nay đến cuối năm tiếp tục hạ nhiệt do giá nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ngày càng giảm. Hiện nay, giá heo hơi đang chạm mốc gần 60.000 đồng chuột kg. Đây là mức giá cao hơn nhiều so với những tháng trước đó. Với mức giá này, người chăn nuôi đã có lợi nhuận tốt. Theo các chuyên gia, giá heo hơi của Việt Nam dù giảm nhưng so với các nước lân cận vẫn còn cao. Bên cạnh đó, giá thành chăn nuôi gần đây giảm nhẹ theo giá thức ăn chăn nuôi giảm nên giá bán heo hơi hiện tại vẫn bảo đảm cho người chăn nuôi có lãi chút. Nếu chính quyền các địa phương kiểm soát được tình trạng nhập lậu để ổn định sản xuất trong nước thì người chăn nuôi có thể yên tâm tái đàn bảo đảm nguồn cung cho mùa Tết sắp tới. Thông tin từ Tri cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Cạn, dịch tả heo châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến nay đã có bao huyện xuất hiện dịch là Na Dì, Bắc Nạm và Ngân Sơn. Tổng số vật nuôi mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 187 con. Số hộ bị ảnh hưởng gồm 43 hộ dân của 19 thôn tại 9 xã, trong đó Na Dì là địa phương bị mắc nhiều nhất với 104 con, Bắc Nạm 76, Ngân Sơn 07. Trước diễn biến dịch chưa có dấu hiệu dừng lại, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường phun tiêu độc khử trùng chuồng trại nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng hiện tại các địa phương đang tập trung ở mức độ cao nhất cho công tác phòng chống dập dịch không cho mua bán vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào địa bàn các sản phẩm giết mổ phục vụ ăn uống hàng ngày chủ giết mổ phải cam kết về nguồn gốc xuất xứ không được giấu bệnh hoặc bán tháo khi lợn nghi mắc bệnh nhiều nông hộ vẫn e rè thận trọng tái đàn heo do tình hình thời tiết bất lợi trong giai đoạn chuyển mùa và dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp. Liên quan đến vấn đề tái đàn heo, từ tháng 5 năm 2023 đến nay, giá heo hơi trên thị trường tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu luôn duy trì ở trong khoảng 58.000 đến 60.000 đồng 1 kg, trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi, con giống heo đã giảm hơn so với trước. Sau khi trừ chi phí, người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh bắt đầu có lãi. Tuy nhiên hiện nay, nhiều nông hộ vẫn e rè tái đàn chuẩn bị cho thị trường cuối năm, do tình hình thời tiết bất lợi trong giai đoạn chuyển mùa và dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng cục chăn nuôi, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định giá thịt heo hơi giảm do lượng thịt heo hơi từ Thái Lan thẩm lậu qua đường biên giới khá nhiều vào Việt Nam. Nguyên nhân là do giá heo hơi của Việt Nam đang cao hơn giá heo hơi của Thái Lan khoảng 10.000 đồng ruột kg. Bên cạnh đó, thời điểm này là tháng 7 âm lịch, mùa vu lan, nên người dân miền Nam ăn chay nhiều, còn người dân miền Bắc thì đây là tháng ngâu, họ kiêng kỵ đám cưới. Đám hỏi khiến nhu cầu giảm mạnh. Cũng theo ông Nguyễn Văn Trọng, giá thịt heo hơi của Thái Lan bao giờ cũng thấp hơn của Việt Nam, mặt khác, nguồn cung của họ thời gian qua cũng dư nhiều. Thị trường mở dẫn đến heo hơi Thái Lan thẩm thấu sang thị trường Việt Nam. Dù chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chỉ đạo siết chặt heo lậu, đặc biệt, mới đây, cơ quan chức năng đã bắt giữ không ít vụ vận chuyển heo lậu từ Campuchia về khu vực biên giới tỉnh Long An, nhưng đến nay tình trạng vận chuyển heo lậu vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi phức tạp. Hiện, nguồn cung trong nước vẫn dồi dào khi tổng số heo của cả nước tăng khoảng 2,5%, sản lượng thịt heo hơi ước đạt 2,3 triệu tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục kiểm soát chặt heo nhập lậu, tránh ảnh hưởng đến thị trường trong nước dẫn tới giá tiếp tục giảm, ông Dương nói. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết Bộ đã chỉ đạo cục chăn nuôi từ nay đến cuối năm tập trung nâng cao năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng con giống, tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng giống của các địa phương, cơ sở giống heo. Ngoài ra, cần tăng cường kênh theo dõi sát diễn biến về nguồn cung, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước và trên thế giới, có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi trong bối cảnh giá vật tư đầu vào ở mức cao, bảo đảm về chất lượng thức ăn chăn nuôi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 8 năm 2023, chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, riêng chăn nuôi heo gặp khó khăn do dịch tả heo châu Phi có xu hướng quay trở lại tại một số địa phương. Tính đến cuối tháng 8, đàn heo tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm ngày 23 tháng 8, cả nước có 50 ổ dịch tả heo châu Phi tại 15 tỉnh, thành. Về giá của heo hơi và gia cầm hơi, Cục chăn nuôi, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giá heo thịt hơi bình quân trong tháng 1 năm 2023 giao động 51.000 đến 53.000 đồng đột kg. Từ đầu tháng 2 năm 2023, giá heo hơi theo đà giảm và giảm sâu nhất trong nửa cuối tháng 3. Cục bộ một số nơi có thời điểm giá đã xuống mức 45.000 đến 46.000 đồng một kg. Với mức giá này, người chăn nuôi thua lỗ khoảng 4.000 đến 6.000 đồng một kg. Giá heo hơi bắt đầu tăng từ đầu tháng 4 và tính đến cuối tháng 7, trung bình khoảng 60.000 đến 63.000 đồng một kg. Theo số liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố, 8 tháng qua kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đạt 325 triệu đô la Mỹ, tăng tới 26,1%. Trong bối cảnh xuất khẩu suy giảm, việc tăng trưởng hai con số của ngành chăn nuôi là một điểm sáng. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào thực tế, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi còn quá khiêm tốn với quy mô của ngành chăn nuôi đang chiếm tới 27% GDP của toàn ngành nông nghiệp. Đặc biệt các sản phẩm chăn nuôi heo gần như vắng bóng trong danh mục các sản phẩm xuất khẩu. Theo các chuyên gia Kiểm soát dịch bệnh là một trong những nguyên tắc cốt lõi trong xuất khẩu gia súc. Gia cầm và cũng là nội dung được đưa vào đàm phán các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước khác. Thực tế Việt Nam vẫn chưa hình thành được các vùng an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi heo đủ lớn và quy mô được thế giới công nhận. Việt Nam hiện có 67 nhà máy chế biến thịt quy mô công nghiệp, sản phẩm giá trị gia tăng cao từ 10 đến 20%. Tuy nhiên, quy mô chế biến thịt heo của nước ta mới chỉ ở mức 1,3 triệu tấn năm, chiếm 20% sản lượng heo thịt xuất chuồng muốn mở rộng thị trường xuất khẩu thịt, cần phải phát triển mạnh các nhà máy chế biến, sản phẩm phải đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế. Về tỷ lệ đàn heo trên cả nước hiện nay, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục chăn nuôi cho biết, hiện tổng đàn heo của cả nước là 27,8 triệu con. Với tỷ lệ đàn heo hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo của thị trường trong nước từ nay đến cuối năm, nhất là dịp Tết. Theo ông đoán, các nước trên thế giới đang có xu hướng bảo hộ ngành chăn nuôi rất mạnh. Như Nhật Bản, để xuất hàng vào thị trường này, các doanh nghiệp phải mất 4 đến 5 năm đàm phán. Trong danh mục cả chục sản phẩm, họ chỉ cấp phép cho một vài sản phẩm có hạn sử dụng ngắn, dẫn tới việc xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam hết sức khó khăn, ông đoán cho hay. Theo ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá heo hơi sẽ chứng lại ở thời điểm tháng 7 âm lịch, nhưng có thể nhu cầu được kéo lại một chút khi các trường khai giảng năm học mới, nhu cầu của bếp ăn tập thể có phần tăng lên. Ông đoán cho hay, có thể là do nguồn heo của các nước đã và đang bị dịch tả heo châu phi đe dọa nên người dân các nước lân cận bán nổ bán tháo heo thịt cho thương lái Việt. Nếu không có biện pháp kiểm soát việc nhập lậu thì còn bị đe dọa với việc lây lan, khó kiểm soát về dịch bệnh. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai khuyến cáo người chăn nuôi cần hết sức bình tĩnh và tìm hiểu thông tin diễn biến của thị trường heo thịt trong nước cũng như các nước lân cận để có những giải pháp tốt nhất trong việc chăn nuôi, nhất là trong việc tái đàn tăng đàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo các huyện và ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp chuyên truyền, kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn heo. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện đồng loạt tại các địa phương cũng như tại các doanh nghiệp chăn nuôi tập trung nhằm không để phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn heo. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết, trong khi đa phần các hộ chăn nuôi đều có chung suy nghĩ giá heo hơi bấp bênh nên không chủ động tái đàn vì chăn nuôi không có lời. Phần khác vì lo ngại ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi, các công ty chăn nuôi lớn của cả việt nam và nước ngoài như masan dabaco cũng giảm đàn với các hộ chăn nuôi phải nhận thức rõ chăn nuôi heo hiện đã thay đổi phải chăn nuôi theo hướng công nghiệp chăn nuôi khép kín và chăn nuôi tuần hoàn để nâng cao hiệu quả đầu tư ngoài ra cần có nhiều giải pháp để hạ giá thành chăn nuôi như đầu tư về con giống tăng tỷ lệ nội địa thức ăn chăn nuôi hiện cung cầu chăn nuôi trong nước khá cân bằng đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa nếu không có những tác động bên ngoài và có những chính sách bảo hộ tốt thì dự báo từ nay đến cuối năm, giá heo sẽ ổn định ở mức hài hòa cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng. Với mức giá bình quân khoảng 60.000 đồng kg, đây được cho là mức phù hợp với giá thành chăn nuôi hiện tại của công ty lớn và nông hộ. Việc heo nhập lậu với giá rẻ sẽ khiến ngành chăn nuôi trong nước đối diện nhiều thách thức. Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện 694, yêu cầu các bộ ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương nhất là các tỉnh biên giới Tây Nam tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới vào Việt Nam. Ngay lập tức, các bộ ngành đã có các giải pháp để triển khai công điện. Theo các chuyên giá dự báo, giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Trong khi đó, các thương lái cho biết, tại thời điểm này, giá heo tăng nhưng nhiều trang trại không còn heo để bán, chợ đầu mối heo hơi có khi cháy hàng. Vậy nên, sau thời gian dài để chống chuồng, giảm đàn do thua lỗ. Này, thị trường heo hơi khôi phục, giá tăng cao, chăn nuôi có lãi nên người dân tích cực tái đàn đẩy giá heo giống tăng theo. Ở thời điểm nguồn cung thiếu hụt, giá heo hơi bước vào chu kỳ tăng, những người trụ lại cuối cùng trong cuộc chơi này sẽ hưởng lợi. Đặc biệt khi giá nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi đang có xu hướng hạ nhiệt, điều này càng củng cố biên lợi nhuận cho những doanh nghiệp chăn nuôi theo chuỗi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng và ban hành tiêu chí mô hình vùng an toàn dịch bệnh tập trung đầu tiên ở vùng Đông Nam Bộ. Đây là vùng có quy mô về chăn nuôi gia súc, gia cầm lớn của cả nước. Việc đẩy nhanh xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh tại thủ phủ của ngành chăn nuôi, kết hợp đàm phán với các quốc gia nhập khẩu để xây dựng chuỗi xuất khẩu đang được xem là giải pháp hữu hiệu nhất để sớm thúc đẩy chế biến, xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam. Nhiều địa phương, doanh nghiệp cho rằng để tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng, cần sớm ban hành chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư và phát triển chăn nuôi bền vững sửa đổi một số quy định về quy mô hỗ trợ xây dựng các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung, triển khai đồng bộ công tác quản lý giống vật nuôi trên phạm vi cả nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn thú y tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giám sát chủ động, phát hiện sớm các ổ dịch tả heo châu Phi, lờ mồm long móng, tai xanh, các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam. Dự báo từ nay tới cuối năm, Giá heo hơi sẽ tiếp tục duy trì ở mức nông dân có lãi, ông Tuấn chia sẻ. Tổng đàn tăng, nhưng xét về tỷ lệ thì chăn nuôi nông hộ đang ngày càng sụt giảm. Theo cục chăn nuôi, do giá nguyên liệu đầu vào, thức ăn chăn nuôi, các chi phí khác tăng cao trong thời gian dài và giá xuất bán sản phẩm đầu ra không ổn định, lợi nhuận của người chăn nuôi bị giảm mạnh, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không thể bù lỗ nên đã phải dừng nuôi. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp và chuỗi liên kết sản xuất lại có xu hướng mở rộng sản xuất khi giá sản phẩm đầu ra tăng. Lãnh đạo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai ước tính đàn heo quy mô nông hộ chỉ còn chiếm từ 20 đến 30% so với quy mô doanh nghiệp. Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam cho biết hiện giá heo hơi ở Trung Quốc chỉ khoảng 45.000 đến 47.000 đồng trên kg. Còn ở Thái Lan và Campuchia, giá heo hơi cũng thấp hơn ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia dự báo giá heo hơi từ nay đến cuối năm sẽ duy trì tăng nhẹ, giao động ở khoảng 65.000 đồng một kg. Đến thời điểm này, giá thành chăn nuôi heo vẫn nằm quanh mức trung bình 50.000 đồng 1 kg, nên với giá heo hơi bán ra đạt 65.000 đồng tuyệt kg, các trang trại vẫn có lãi. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.